Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cà Phê Lê Minh. Như vậy là ngày thi đấu đầu tiên của MSI 2019 đã diễn ra. Và rất đáng tiếc khi Phong Vũ Buffalo vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Và cùng với PB, Flash Wolf cũng là đội chưa biết đến mùi chiến thắng. Vậy nếu Flash Wolf gặp PB thì sao? Đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Hãy cùng Cà Phê Lê Minh đánh giá kèo đấu vô cùng quan trọng này đối với Phong Vũ Buffalo. Nếu bạn đến đây lần đầu tiên, hãy bấm theo dõi để đón xem các video tiếp theo. Đừng quên bấm chiếc chuông bên cạnh để nhận thông báo về video mới nhất. Đầu tiên phải nhắc tới khu vực Đài Loan của Flash Wolf đang bị soi rất kỹ về kết quả tệ hại chung kết thế giới vừa rồi. Trong khi đó, khu vực VCS lại đang thể hiện sự ổn định khi liên tục có mặt tại vòng bảng chính thức của MSI hay là chung kết thế giới. Nếu trong kỳ MSI lần này, PB có kết quả vượt trội hơn Flash Wolf và chung kết thế giới vào cuối năm, các đại diện đến từ Việt Nam cũng thể hiện tốt hơn Đài Loan, thì cơ hội trở thành một khu vực lớn của VCS là rất cao. Vì vậy, những trận đấu với Flash Wolf tại MSI 2019 năm nay là những trận đấu quan trọng nhất để thể hiện sức mạnh của VCS. Chúng ta sẽ soi từ đường trên xuống như thường lệ. Bên phía Flash Wolf, Hanabi là một trong những niềm hy vọng của fan hâm mộ Đài Loan, khi anh là người còn sót lại từ đội hình siêu mạnh của Flash Wolf năm ngoái. Tuy nhiên, trong cả hai trận đấu đầu tiên của Flash Wolf tại MSI năm nay thì Hanabi không được ưu tiên những sự lựa chọn gánh team như Rise hay Akali. Thay vào đó, anh phải đánh Vladimir và Chogat, những vị tướng thiên hướng giao tranh về cuối trận chứ đi đường chỉ cầu hòa mà thôi. Nếu Flash Wolf đầu tư nhiều hơn cho Hanabi, có lẽ họ sẽ thành công hơn ở MSI lần này. Ở phía bên kia thì Zeroth của PB lại đem lại cho fan hâm mộ những cảm giác vô cùng lẫn lộn. Vẫn là sự tự tin tuyệt đối khi cầm dây, sự hổ báo đôi lúc hơi quá đà, dẫn đến việc tự bóp và bóp luôn cả đồng đội. Những tình huống rất quyết đoán xông vào giao tranh hay dịch chuyển phá nhà. Nhưng fan hâm mộ vẫn chưa tìm thấy sự chắc chắn cần thiết của Zeroth. Zeroth tựa như một mũi thương, sắc bén, can trường nhưng hay gãy khi gặp một tấm khiên chắc chắn hơn. Trong trận đấu gặp Team Liquid, khi phải cầm Kennen, một vị tướng không thể thi đấu trên đầu trên cổ đối thủ, thì Zeroth đã gặp rất nhiều khó khăn trước Impact và không thể có những pha giao tranh tuyệt vời mà chúng ta cần thấy. Đây có lẽ là lời nhắc nhở nhẹ cho huấn luyện viên Ren của PB là hãy để cho Zeroth được đọ tay với đối thủ đi, đừng bó hẹp Zeroth và những vị tướng giao tranh như vậy nữa. Với màn thể hiện trong trận gặp IG, tôi vẫn tin rằng nếu đầu tư vào Zeroth trong trận gặp Flash Wolf thì PB sẽ là đội có lợi. Tiếp theo là khu vực đi rừng khi Boogie của Flash Wolf sẽ đụng độ Su Hào hoặc Meliodas. Kèo đấu này tôi nghiêng về bên phía Flash Wolf một chút vì Boogie có bể tướng vô cùng rộng. Anh ta có thể đánh Xin Zhao, Kha'Zix, Rek'Sai, Lee Sin hay Javan, đủ cả. Thiên hướng ăn thịt cực kỳ rõ ràng khi Boogie đi gank khá nhiều và vô cùng hiệu quả. Mặc dù trong cả hai trận gặp Team Liquid và SKT T1, những đội có lối đánh kiểm soát cực tốt, Boogie đều không thể hiện được quá nhiều khả năng của mình. Nhưng khi gặp một đội có lối chơi thiên hướng tấn công như là PB, có lẽ Boogie sẽ quay trở lại với sự nguy hiểm của mình. Ở chiều hướng ngược lại thì phong độ của Su Hào với Elise thực sự là rất tuyệt, nhưng sau đó lại là một trận đấu Hikarim khá non tay khiến XPT vượt lên dẫn trước quá nhiều. Nếu thực sự Ren muốn tạo điều kiện cho Su Hào tiếp tục cọ sát để PB có thêm một người đi rừng mạnh nữa thì việc để Su Hào tiếp tục thi đấu là điều có thể hiểu được. Nhưng nếu để thắng, Javan của Meliodas sẽ là một sự lựa chọn ưu việt hơn theo ý kiến cá nhân của mình. Tiếp theo là khu vực đường giữa, Rather đối đầu với Naun. Rather vẫn giữ nguyên phong độ ổn định của một midlaner Hàn Quốc. Trong hai trận đấu đầu tiên của Flash Wolf thì dù Rather không bùng nổ nhưng vẫn là người thi đấu ổn định và không thua thiệt quá nhiều. Rather vừa có thể đánh những vị tướng mạnh về đầu game như là Sylas, Akali, vừa có thể đánh Azir, Ryze để kéo về late game. Đây là một vị trí tiềm tàng khá nhiều nguy hiểm của Flash Wolf. Trong khi đó thì Naun nếu được đánh tướng tủ như Zoe, LeBlanc thì chúng ta đều có thể yên tâm được khi phong độ của anh chàng này là vô cùng tốt. Thi đấu mặc dù hơi kém sắc so với Rookie một chút nhưng màn trình diễn Zoe của Naun vẫn rất ấn tượng.
Tuy nhiên sau trận cầm Silas gặp Team Liquid thì tôi nghĩ là Naun nên chôn vị tướng này luôn, cùng với Sona của Palette. Tiếp theo đến với bộ đôi đường dưới Betty và CLC đối đầu với Piccolo Palette. Giống như Hanabi, Betty là niềm hy vọng, là ngôi sao, là ưu tiên của Flashwap. Anh rất thường xuyên được first pick cho những tướng thuận tay. Tuy nhiên, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng cũng tương ứng khi Betty chưa tạo được những điểm nhấn hay một pha tỏa sáng cá nhân nào cả. Người thi đấu cùng anh là CLC cũng chưa thực sự chứng tỏ được bản thân mình. Màn trình diễn của hỗ trợ người Đài Loan này thậm chí còn là màn trình diễn nhạt nhòa nhất trong tất cả các hỗ trợ trong ngày thi đấu đầu tiên này. Nói chung trong hai trận thua của Flashwap chiều nay thì ngoài lý do đối thủ đánh quá chắc chắn thì bộ đôi đường dưới của Flashwap cũng góp một phần nho nhỏ. Bên kia chiến tuyến thì chắc tôi không cần phải nói quá nhiều. Piccolo đang thực sự tiến lên trở thành một mũi nhọn vô cùng sắc bén và ổn định của PEB. Không mang theo cảm giác mong manh và dễ gãy như Zeroth, màn trình diễn của Piccolo thực sự là cực kỳ mãn nhãn. Điên rồ nhưng chính xác là những gì mà người ta nhìn thấy được. Còn Palette thì vẫn giữ phong độ của mình dù phải đánh hai con bài cực dị là Pi và Lux. Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời phỏng vấn của Palette là phong vũ Buffalo sẽ ngày càng mạnh hơn. Và thực tế thì ít nhất cho đến lúc này, bộ đôi đường dưới của PB đang làm được điều đó. Trong trận gặp Flashwap, đường dưới có lẽ là nơi cần được dồn tài nguyên từ PB để làm nên chiến thắng. Tổng kết lại thì Flashwap mặc dù cũng thua hai trận nhưng màn thể hiện của nửa trên bản đồ của họ vẫn là tương đối chắc chắn và tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Trong khi đó đường dưới lại gây thất vọng và có thể khai thác được. PB có thể lựa chọn đầu tư cho Zeroth để cân bằng hoặc hạn chế sự nguy hiểm từ Hanabi và Bugi, hoặc là đổi sang đánh vào đường dưới của Flashwap để lăn cầu tuyết thật mạnh từ Piccolo và Palette. Chọn cách thi đấu nào là tùy vào Ren và phong vũ Buffalo mà thôi. Một thông tin vui vẻ ngoài lề một chút là nhà cái Fun88 Major đã phán kèo có lợi cho Flashwap hơn khi tỷ lệ của Flashwap là 1.6, còn phong vũ Buffalo trong kèo đấu này là 2.2. Các tỷ lệ Flush Blood, trụ đầu hay rồng đầu đều khá cân bằng ở mức 1.8 đến 1.9. Đây chính là cơ hội để thể hiện tấm lòng yêu nước của các bạn khi có thể mạnh dạn ủng hộ phong vũ Buffalo trong trận thi đấu này với tỷ lệ cực kỳ ngon ăn. Link chi tiết các tỷ lệ mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Kèo đấu sẽ được điều chỉnh liên tục trước khi trận đấu bắt đầu, nên nhớ cập nhật thường xuyên. Còn bây giờ thì các bạn có thể để lại cho mình một like, một share và một subscribe để cho Cà Phê Liên Minh có thêm động lực đồng hành cùng với phong vũ Buffalo tại MSI 2019 lần này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.